Sadio Mane, ngôi sao sáng giá của Liverpool, cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2019, luôn là một tấm gương sáng để cho những cậu bé con nhìn vào đó và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bởi so với rất nhiều những ngôi sao sân cỏ hiện nay thì Sadio Mane có một con đường để đi tới thành công khó khăn và chông gai hơn rất nhiều. Made in Senegal, sinh ra ở Senegal là một bộ phim tài liệu về anh với những thước phim khai thác một cách sâu sắc về hành trình của một cậu bé ở làng Bambali, một ngôi làng nghèo khó ở Senegal cho tới khi trở thành ngôi sao sáng ở Liverpool. Và trong chuyên mục Thế giới đó đây ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi đến với trailer đầy cảm xúc của bộ phim này để thêm yêu mến và nể phục ngôi sao tài năng và vô cùng giản dị này. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mane quá xuất sắc. Anh ấy luôn thúc đẩy bản thân để đạt được những gì mình muốn. Sadio đã trải qua nhiều thứ để có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ Senegal có tên là Bambali. Sadio là một đứa trẻ có quyết tâm. Tôi được xem là cầu thủ giỏi nhất làng, nhưng chẳng ai trong gia đình muốn tôi trở thành cầu thủ bóng đá cả. Tôi thì 100% tin chắc rằng khi tôi rời ngôi làng đó, tôi sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá. Câu hỏi duy nhất đặt ra là làm thế nào? Đó là khởi đầu của giấc mơ. Tôi thực sự không biết điều gì làm mình đặc biệt cả. Tôi là một con người rất đơn giản. Tôi được nuôi dạy như thế. Quả bóng vàng. Mane ghi một bàn thắng rất đẹp. Mơ ước của tôi là viết nên lịch sử và giành mọi danh hiệu. Tất nhiên, đó là mơ ước của một đứa trẻ. Mặc dù lịch thi đấu nốt của mùa giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2019-2020 vẫn chưa được ấn định xong, tuy nhiên theo mong muốn của các câu lạc bộ và quyết định của UEFA sẽ ưu tiên kết thúc giải đấu thay vì hủy kết quả của những vòng đấu đã qua, thì các đội bóng của Ngoại hạng Anh lại đang phải đối mặt với một khó khăn khác trong tương lai. Đó là nhiều khả năng thì họ chỉ có thể được nghỉ 2 tuần trước khi bắt đầu mùa giải mới. Sau cuộc họp giữa các bên vào hôm 3 tháng 4 vừa qua, một kịch bản đã được Ngoại hạng Anh thống nhất. Theo đó, các câu lạc bộ sẽ thi đấu nốt mùa giải 2019-2020 tái khởi động vào cuối tháng 6 và sẽ kết thúc vào đầu tháng 8. Theo lịch ban đầu, mùa giải mới 2020-2021 sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 8. Như vậy, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh sẽ phải lùi ngày và tối đa các câu lạc bộ chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đó là một thông tin sẽ khiến cho ban lãnh đạo đội bóng phải có kế hoạch chi tiết cho việc tập luyện, thi đấu cũng như bổ sung nhân sự để có thể sẵn sàng nhất cho mùa giải tiếp theo. Bên cạnh đó, những đội bóng cũng sẽ phải hủy bỏ những chuyến du đấu thông lệ hàng năm. Khi cả nước Anh đang chống dịch Covid-19 thì Kyle Walker, cầu thủ của Man City đã gọi gái bán dâm về nhà để thác loạn. Đó là hành động sẽ khiến anh bị câu lạc bộ chủ quản phạt tiền lên đến 250.000 bảng Anh. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì mà Kyle Walker phải nhận. Mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, ông Gareth Southgate đã thẳng thừng tuyên bố đó là hành động vi phạm nghiêm trọng đến việc tự cách ly do chính phủ kêu gọi, và ông không chấp nhận một kẻ hành động như vậy khoác lên mình màu áo đội tuyển Anh. Ở cánh phải của đội tuyển Anh lúc này, họ không thiếu những cầu thủ giỏi như Alexander Arnold, Wan-Bissaka và Kieran Trippier. Có lẽ vì thế mà ông Southgate cũng không ngần ngại với tuyên bố của mình. Tại nước Đức, Thomas Müller đã chơi nổi bật trong đội hình của Bayern Munich ở mùa giải năm nay với 6 bàn và 16 kiến tạo sau 25 trận ở Bundesliga. Phong độ của cầu thủ sinh năm 1989 dưới thời Hans-Dieter Flick tốt hơn rất nhiều so với huấn luyện viên tiền nhiệm Niko Kovac. Hợp đồng của Müller với Bayern Munich chỉ còn thời hạn đến hè 2021 và Hùm Xám đã chủ động đề nghị tiền đạo 30 tuổi ký hợp đồng mới. Sau một thời gian đàm phán, cuối cùng hai bên đã đi đến thống nhất chính thức gia hạn hợp đồng với Thomas Müller đến năm 2023.